Hello. Sao anh lại ở nhà? Tưởng anh đi đua cơ mà. Đua lúc nào được. Hôm nay vợ nấu cơm phải ở nhà ăn chứ. Kinh nhờ. Nay lại chọn vợ over bạn à? Bình thường, lúc nào là thế. Được. Thế dậy cắm hộ em nồi cơm đây. Ok luôn. Nhanh lên, đói lắm rồi. Ồ. Sao lại mất điện à? Anh xem nào. Sao mất điện? Mỗi nhà mình mất điện à? Mỗi nhà mình mất thôi. Sao? Anh hỏi xem nào. Chết rồi, hôm trước cái hôm mà anh say xong rồi. Đúng rồi, nhớ hôm đấy mang máng là có cái giấy thông báo thu tiền lần hai mình. Chết, quên chưa đóng tiền tháng này. Mất điện rồi nấu ăn kiểu gì nhỉ? Nóng mà sôi sùng sục luôn này. Mà sôi kiểu gì? Phản ứng oxy hóa này. Ở dưới này nó có một cái gói hỗn hợp là magie muối sắt này. Xong mình đổ nước vào thì H2O nó kết hợp với magie, xong anh sinh ra phản ứng oxy hóa kim loại, tạo ra nhiệt. Anh đã ở đâu khi em vật vã với môn hóa năm cấp 3 đấy? Hả? À, ở đâu? Nóng không? Được. Vừa tra Google ấy. Nãy anh tò mò. Phết là giỏi. Đói quá. Kể ra mất điện lạnh hay. Có lẩu này, có nến, ngồi cạnh cửa sổ ngắm view thành phố. Chả khác gì nhà hàng năm sao à. Cày cái đi. Nhiều. Anh vừa chuyển khoản tiền điện rồi. Chắc là một lúc nữa là có. Mấy phút thì được. 10 phút này, được rồi đấy. Nào. Xua. Thơm đấy. Thơm nhỉ? Nhỉ? Thử đi. Để anh thử. Thử nhưng không nóng. Ui. Nóng. Đâu, nóng. Thổi đi. Giấy hết ra. Hãy cùng mang nụ cười
đón bình minh sáng nay.